em bắt đèn đang chưa hè, tự dưng em nhớ chùm hoa tuyết trắng rơi ngoài sân, cuốn chiếc khăn choàng kín nơi cũ, anh theo sau mang áo cho em. Em bắt đèn, em muốn mưa mà trời đang nắng, đứng trên cao nhìn qua là nước, ngón tay thon vẽ lên khung cửa, chờ xe anh đáp nhẹ bên lề. Xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chuyên mục Trò chuyện cuộc sống. Quý vị thân mến, đoạn clip vừa rồi đã thay lời giới thiệu của chúng tôi về hai vị khách mời mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngày hôm nay. Họ không những chỉ là một cặp đôi đẹp của sân khấu ca nhạc mà họ còn ăn mặc rất đẹp nữa, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với họ để lắng nghe, chia sẻ về phong cách thời trang trẻ trung cũng như là cách phối đồ làm sao cho ăn ý cả hai bên. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Tina Ngọc Nữ. Xin chào hai bạn. Hoàng Nam và Tina Ngọc Nữ xin chào chị Khánh Huyền và chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Hôm nay thấy hai bạn ăn mặc đã thấy đi ra ngoài đường là cùng phải màu giống nhau hay sao? Bình thường đi ra đường thì ai sẽ là người chọn đồ cho cả hai hay là tự người nào người đấy chọn? Thế Nam chỉ sang Tina như vậy thì chị Huyền cũng đang thắc mắc là không biết cái này là do lười hay là cái này là do tín nhiệm vợ. Gần đây thôi chứ trước đó cho chọn. Chọn nó no, sao my style không chịu. Có lẽ là chị Huyền cũng như khán giả nhìn Tina mặc đồ như vậy ở bên ngoài hôm nay hay là đi lên sân khấu thì nghĩ là chắc là Tina rất là cẩn thận về ăn mặc hay là rất là thời trang, nhưng mà ngày đầu tiên Hoàng Nam gặp Tina đó thì Tina khác hoàn toàn quý vị. Là Tina lúc nào cũng mặc đồ như là tomboy á. Một cái áo thông phông rộng thùng thình dài xuống một cái quần jean, cái mặt không bao giờ trang điểm gì hết. Tóc cứ thế là để không bao giờ làm cái gì cả. Lần đầu tiên Hoàng Nam gặp Tina, Hoàng Nam có cảm giác rằng là hình như cô này cũng không quan tâm thời trang và không có trang điểm luôn. Lúc nào cũng chỉ đi đâu gặp bạn bè thì xoa một tí son thôi, chứ còn bình thường là cô không làm cái gì hết trên mặt đó. Chị muốn nói lại một chút này, tức là bạn ấy đã thấy bạn xinh lắm rồi. Bạn tự tin với nhan sắc của mình, bạn mới như vậy. Bây giờ thì nhân tiện lúc Nam nói về cái lúc gặp nhau lần đầu, chị cũng muốn hỏi luôn là lúc đó là các em đang ở đâu và cách đây bao nhiêu năm? Đó là em đi biểu diễn tại Vancouver, Canada. Và gặp Tina không phải trong một chương trình biểu diễn của em, mà em chỉ làm một cái khán giả đến xem các anh chị Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Đan Trường biểu diễn thôi. Và Tina cũng là người lần đầu tiên bước chân đến một cái buổi ca nhạc như vậy của người Việt. Lần đầu tiên. Hồi đấy cô mới có 21 tuổi à? Và cô ấy còn đang đi học. Vậy và... em cũng ít bạn ở Việt Nam á. Cho nên là lúc đó em đã thích hát chưa? Dạ lúc đó em chưa hát được luôn. Chưa hát được luôn. Cái này hát như con mèo á. I know, terrible lắm. Nhưng bây giờ thành tiger rồi đúng không? Bây giờ là thành con sư tử. Chị biết, cái này là do em giỏi, cái này là do Nam giỏi. Không biết sư tử Hà Đông là gì đâu. May quá hôm nay không mặc đồ con cọp. Lúc đó thì chị đã được nghe Nam chia sẻ với em rồi, là em mặc đơn giản lắm, tomboy và không trang điểm. Lúc đấy thì nhìn thấy là một cô bé, nhìn rõ ràng là một cô bé luôn. Còn lúc đấy ấn tượng của em về Nam như thế nào? Lúc em gặp anh Nam thì em tưởng ảnh là người như em sinh ở bên Canada. Là người giống như là ba mẹ đi qua nước ngoài xong rồi sinh ở bên nước ngoài luôn. Thì em chỉ nghĩ là chắc anh này tại thấy nhiều người tới hang out rồi chụp hình rồi nói chuyện với ảnh, thì em nghĩ ra là ảnh cũng giống em sinh ra Canada. Ấn tượng ban đầu về Nam, về phong cách ăn mặc của cô bé này là không có nữ tính. Nhưng mà thực ra thì Tina lúc đấy, ngoài cái lúc mà em mặc kiểu tomboy đó, thì có lúc nào mà em thay đổi cái phong cách thời trang của mình hay không? Và chủ yếu là cái phong cách nào là chính? Em thấy hồi lúc Nam gặp em chỉ thay đổi phong cách khi mà đi dự tiệc đám cưới. Hay là events, còn mỗi ngày em rất là thích comfortable, là mặc thoải mái. Như là quần jeans với một cái áo thun trắng hoặc màu đen or any color, là rất là simple, đơn giản lắm. Em ít khi thích mặc bông hoa hay là nhiều màu sắc, mà em thích mặc giống như là em cảm giác giống như em đi vô trong lớp em học, mặc đồ rất thoải mái. Nhưng mà đó là phong cách mà các em cảm thấy nó là phong cách cái lúc đó, hay là đấy là do em thích như vậy, phong cách chung của mọi người cùng do tuổi với em thích như vậy hồi thời điểm đó. Em thích như vậy. Cho bây giờ em vẫn thích. Chính là tính cách của Tina cũng rất là đơn giản, không có thích cầu kỳ, không có thích hoa lá cảnh, không có điệu đàng. Việt Nam chúng ta thì gọi là không có gì ta, bánh bèo. Bánh bèo. Em hiểu từ bánh bèo không? Bánh bèo như là mình chung ăn bánh bèo á chị. Bánh bèo tức là nó điệu đàng. Điệu, ok. Điệu và nhiều phụ kiện, nhiều giống chị Huyền này. Huyền là bánh bèo này.
Em nhìn thấy skin đó như là em tưởng là kêu là sang, kêu là rất không, là bánh mèo rất là nữ. Okay, okay. Oh, bánh mèo là điệu đàn. Yeah. Nhưng nữ tính trông rất là phụ nữ. Rất là phụ nữ. Nhưng mà từ lúc em gặp anh Nam em và em đi hát thì bắt đầu cái style em đi hát thì em phải change, phải thay đổi là màu sắc hơn trên sân khấu rồi điệu hơn rất nhiều. Right. Đó là về Tina. Còn lại thì Nam thì chị không hiểu là vì em là người làm trong giới showbiz thì em biết cách ăn mặc đẹp hay là cái đó là cái thực từ tự em có. Thật ra lúc ban đầu khi mới vào nghề em cũng là người không phải là người biết ăn mặc đẹp đâu. Em cũng nhặt đâu góp đó, không phải là người rành rẽ về thời trang. Nhưng mà sau một quá trình mình đi biểu diễn thì dần dần mình cũng để ý những bạn bè hay là nhìn những cái xu hướng thời trang. Và thực sự từ lúc em biết ăn mặc nhiều hơn là từ lúc em gặp cô này. Thì Tina tuy là ăn mặc đơn giản như vậy nhưng mà cô lại có một cái gu thẩm mỹ về thời trang rất là sành sỏi. Bây giờ chị hỏi những cái sản phẩm thời trang mới nhất hay là những cái sản phẩm túi xách hay quần áo mới ra em chưa biết gì hết nhưng cô đã biết hết rồi. Cô chỉ cần nhìn mới biết ngay là cái đó là của hãng nào. Còn em thì chỉ có thể đố một cái bóp nào đó đưa cho cô biết ngay đó là của một cái hãng nào, cái tên, cái brand name của nó là cái gì. Em thì em chịu, em không biết những cái đó. Nên là bây giờ, như em vừa nói đó là bây giờ đi ra đường hay làm gì thì em cứ hỏi Tina trước, hôm nay em mặc cái gì, anh mặc cái gì để hợp với em. Thì Tina sẽ hướng dẫn cho em. Người ta là phụ nữ mà, cái đó nằm trong bản năng của người phụ nữ. Mặc dù có đơn giản đến mấy thì cũng là sự quan tâm đến thời trang. Tuy nhiên khi bây giờ bọn em đã trở thành một cặp đôi về sống với nhau thì cái việc mà ăn mặc như thế nào thì chị nghĩ là các em cũng phải quan tâm hơn trước một chút. Trước đây là còn độc thân đúng không? Mình thích gì mình mặc đó. Bây giờ đã về sống với nhau dưới một mái nhà này, lại cùng đi hát, cùng đi biểu diễn với nhau thì chắc chắn bọn em cũng phải quan tâm hơn. Thì không biết là bây giờ chị muốn tìm hiểu về cái thời trang mà bọn em bình thường đi, đi dạo phố này, đi chơi với bạn bè này, đi ăn uống này, thì bây giờ các em thiên về những cái trang phục như thế nào? Em kể chuyện, chị nghe một cái chuyện vui. Đó là thật sự thì Tina là người thích ăn mặc đơn giản đi ra đường. Và khi mà em ở cùng cô ấy thì em cũng bị quấn theo cái kiểu đơn giản đó. Nhưng mà có một cái là bọn em lại là nghệ sĩ và là ca sĩ. Nên là có rất nhiều lần tụi em bảo thôi hôm nay mình mặc thoải mái tí đi ra đường cho thoải mái. Dép lê xẹp xẹp, quần rộng thùng thình, áo thun. Mà lần nào hầu như khi chúng em không chuẩn bị đó lại là lúc gặp khán giả. Gặp các cô, các chú đã xem mình show, mình biểu diễn ngay tại Vancouver cũng có rất nhiều. Thì gặp một cái thì họ, ô Hoàng Nam à, Tina à, cô nhận không ra tụi con luôn. Thì mình chột dạ đúng không? Nói không biết là họ nhận ra thì xấu quá hay là không có chuẩn bị. Nhưng mà mình cũng chột dạ và mình bắt đầu tự nói với nhau là từ giờ đấy đi đâu cũng phải cố gắng, dù có trễ cũng phải cố gắng làm đẹp lên một tí để cho khán giả nhìn vào họ cũng cảm thấy là mình không khác quá nhiều trên sân khấu. Nhưng mà em thấy với thời trang có cái điều rất là hay là dù là mình mặc đồ đơn giản hay simple hay thể thao gì đó thì mình vẫn có thể sửa soạn bằng make up, đánh một chút son lên hay là làm kiểu tóc kiểu QQ cột cao hay là tùy cái mình có thể phối mix match với cái này cái kia để cho nhìn nó thời trang hơn, nhìn nó giống như là đơn giản, nhìn dễ thương nhưng mà vẫn còn giống như là mình bỏ thêm một cái chút effort, thời gian vào để cho nó nhìn chính xác. Chu hơn một chút, right? Cho nên là dù mặc đồ đôi khi simple đơn giản nhưng mà vẫn muốn nó trẻ trung. Mà em thấy dạo này anh mặc đồ cũng lên tay nhỉ? Nhờ em đó. Cảm ơn anh nhỉ? Thực ra chị Huyền thấy phần lớn mọi người thích mặc đơn giản. Bởi vì cái sự đơn giản đó cho chúng ta cái sự năng động ở trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta cảm thấy thoải mái. Nó mang đến cho chúng ta cái cảm giác thoải mái hơn. Chị Huyền cũng vậy. Chị Huyền cũng là người rất thích ăn mặc bình thường. Nhưng tất nhiên giữa cái bình thường và cái xuề xòa, thì nghe biết cái từ xuề xòa không? Xuề xòa thì lại không được nhá. Xuề xòa tức là nó không có cái sự chỉn chu mà nó hơi lôi thôi một chút. Nó messy hơn. Cái đó thì người ta sẽ nhìn thấy mình ở một cái hình ảnh là không được đẹp lắm. Tuy nhiên nếu như đơn giản mà trẻ trung thì chị Huyền nghĩ nó cũng có rất nhiều cách để cho chúng ta vừa thoải mái lại vừa đơn giản nhưng mà vẫn rất trẻ trung và đẹp nữa. Giống như em chia sẻ vậy. Thế thường hai vợ chồng mặc gì, đồ jean à nếu mà là đi chơi? Tụi em love mặc quần jeans với đôi giày boot. Ở nước ngoài, ở Canada thì tùy vào mấy cái mùa như là mùa fall, là mùa thu, rồi mùa đông thì tụi em rất là thích mang boot da với quần jeans. Rồi thích nhiều lớp, giống như là mặc một cái áo cao cổ như là turtleneck này nè, xong rồi khoác thêm một cái blazer hay như cái áo như thế này là đúng mùa thu Canada luôn. Nói lung chung là hôm nay bọn em mặc cái bộ này là bọn em đang cảm giác đang lang thang ở Canada vào mùa thu đấy.
À, nhưng mà đó là Canada, còn ở Việt Nam mà nhất là Sài Gòn thì chúng ta hầu như không có mùa lạnh. Thì khi mà về đây thì các em ăn mặc như thế nào để vừa đẹp mà lại vừa cảm thấy là phù hợp với mọi người xung quanh? À, ở Việt Nam thì em thấy em mặc dress đầm nhiều hơn là ở nước ngoài. Chắc tại vì nó mát hơn. Em vẫn mặc quần jeans mà cái form hơi rộng rộng. Tại vì bây giờ là quần jeans form hơi rộng rộng đang rất là mốt với một cái áo thun đơn giản hoặc một cái áo crop top. Em rất là thích. Còn mỗi lần mà vợ mặc như thế thì Nam sẽ mặc gì? Chắc chắn là không thể nào quần jean ống rộng được rồi đúng không? Em thì cũng rất là thích mặc quần jean với áo thun. Hầu như là ra đường là em mặc quần jean áo thun. Lúc thì cổ thấp, lúc cổ cao, lúc thì có cổ cài khuy. Nhưng mà hầu như là quần jean và áo thun. Đấy là những cái lúc đi chơi. Còn lại mà ví dụ như là mình đến một cái nơi nào đó mà nó hơi trang trọng một chút. Hầu mình như chắc chắn là sẽ có nhiều nơi phải đến như vậy lắm. Anh hay mặc sơ mi right? Sơ mi hoặc là vest. Thì là cũng quần tây áo sơ mi. Nó trông formal hơn một chút. Nhưng mà cũng không đến mỗi là quá là, over là như quá. Là đi tiệc đúng không? Yeah. Đi tiệc thì lại khác hẳn. Đi tiệc thì hai vợ chồng sẽ mặc gì? Chắc chắn là mặc đầm này. Tina là mặc đầm. Em thường đi tiệc em hay mặc đầm. Đầm. Bây giờ em đang rất là thích cái trend mặc đồ vest nữ. Em thấy nhìn rất là nhìn chưa là sang hả? Bánh bèo là không bánh bèo chứ hả? Cái đó kêu là vest dress là đến cái đầu gối như là một cái đầm vest rồi. Xong rồi mình mang tất ren hay là mình mang một cái quần sọc mà có cái ren rồi xong tiền không, nhưng mà nó dài như là cái đầm thôi, như là vest nhưng mà nó rất là ôm form. Nhưng mà như vậy là em cũng hướng theo cái phong cách là không bánh bèo đâu, không có ông ánh đâu đúng không? Trên sân khấu thì cũng có bling bling giống như là chút hộp lấp lánh thì cũng có. Còn ở bên ngoài thì không? Bên ngoài ít lắm, Đôi khi em thích một hai màu hay là một màu, em không thích pha nhiều màu quá. Tại vì em thấy nhiều người mặc mấy cái đầm, giống như chị mặc cái đầm hoa này nè, rất là đẹp. Nhưng không biết sao em mặc vào nhìn trước cái gương em nhìn thấy em funny lắm, nhìn xấu xáo. Không phải, tại vì em vẫn thích cái phong cách nó đơn giản hơn. Nhưng mà nhiều người mặc mình thấy rất là đẹp và mình mua thử để mình mặc, nhưng mình thấy nó không có suit, nó không có hợp với mình. Nhưng mà hầu như những cái đầm mà hoa hay là hơi bánh bèo mà chị nói đó, mà Tina có đó là toàn là em lén em mua về bắt mặc không à? Em bắt làm sao được? Tại vì đôi khi những cái MV quay ca nhạc hay là có những cái chương trình phù hợp đó, em đói muốn Tina mặc như vậy để cho nó có sự thay đổi hơn. Thế nên là em cứ mua về em bắt mặc, mặc giết. Ngày xưa là không thích màu vàng này, không thích màu hồng này. Nhưng mà em bắt mặc giết rồi bây giờ cũng hơi thích một chút, chứ không hẳn là thích hẳn, nhưng mà cũng là ok để mặc, chứ còn trước là không chịu mặc luôn đó chị. Với tâm lý em là khi mà mặc đồ mà màu đen, màu trắng hay là một màu thì em có thể mix nhiều với nhiều đồ khác, em phối được. Còn khi mặc một cái đầm hoa hay một cái áo bông hoa hay skirt thì em mặc được có một hai lần là em đã thấy khó mix với đồ khác, cho nên em thấy nó hơi khó phối đồ thôi. Có cái điều này chị cũng đang thắc mắc nữa hai em, tức là rõ ràng hôm nay là thấy cái phối giữa hai bạn là có một cái màu, đó là màu đen. Mặc dù cái phong cách thực sự nó không phải là giống nhau lắm, bởi vì Tina thì có vẻ là hơi mạnh mẽ hơn một chút với bộ đồ da. Men hơn anh Nam ấy. Em thì vẫn rất là gentleman. Tuy nhiên thì nếu như đi ra ngoài đường thì bọn em có chú ý đến cái việc là mình phải mix làm sao để cho mọi người thấy mình là một cặp đôi hay không, hay là không quan trọng cái việc đó? Hồi trước thì em không thích cái match giống như là một cặp mà mặc đồ giống nhau hay có cái colors. Nhưng mà bây giờ vì em thấy tụi em đi hát chung song ca với bây giờ em lại thấy nó rất là cute, rất là dễ thương. Cho nên là đôi khi có, ví dụ như anh Nam có một cái màu vàng gì trên cái outfit suit của ảnh, thì em sẽ kiếm cái gì đó mà match một chút, cũng như nhìn vào là có một cái màu để match. Nhưng mà tùy lúc, cái lúc match mặc matching cùng áo này, ví dụ như áo con gấu rồi em có mặc áo con gấu luôn như thành một cặp. Nhưng mà tùy mood hôm đó hả anh? Thường thì tụi em thích được mặc đồ có cái gì đó giống nhau một chút để cho nó... Tại tụi em sợ người ta không biết tụi em vợ chồng không chị? chị nghĩ nếu mà tùy tâm trạng ấy thì có lẽ lúc nào mà cơm lành canh ngọt thì mình sẽ thích mặc giống nhau. Đúng rồi, hôm nào mà chọc Tina giận là tự chọn đồ đó nha. Cũng có lần bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi, bước ra khỏi nhà, đang đi giày thì Tina nhìn sang em. Ủa anh mặc đó xong nói em. Chứ mặc em mặc này nhìn nó chả match với nhau gì cả. Hay là vào vô thay đồ, hay là em cũng vậy. Nên là đôi khi cho dù kể cả lúc chị nói cơm không lành canh không ngọt thì đó, thì đồ ra đường vẫn phải match với nhau. Nó tạo thành một cái thói quen rồi. Thế tụi em cũng thấy nó vui, có cái gì đó vui. Nếu nói là trong đời sống hàng ngày thì các em cũng đã cảm thấy cái tầm quan trọng của thời trang dành cho mình như vậy, thì chắc chắn là thời trang đi làm, tức là cái thời trang các em mặc để lên sân khấu biểu diễn,
còn quan trọng hơn nữa. Khi mà các em chọn lựa những cái bộ trang phục biểu diễn cho mình thì các em chú trọng về điểm gì? Đối với em thì em thích sự lịch lãm, trang trọng và cũng hơi phá cách một chút. Nhưng mà không phải là làm cho mình rườm rà. Em thì không thích những đồ rườm rà. Mà em thích nhìn sao người ta vẫn thấy mình, cho dù nhạc chè hay nhạc những dòng nhạc trữ tình hay là những bài hát quê hương thì em cũng đều thấy muốn mình mặc một cái gì đó người ta nhìn thấy được sự lịch sự, trang trọng. Thì đó là cái mà em thường hay chọn những cái trang phục để biểu diễn cho mình. Nhưng mà có một thời gian em rất là thích mặc những cái đồ mà nó có mang cái độ hiệu ứng sân khấu lấp lánh đó. Nó có những cái hạt cườm trên vai hay là viền viền vào những cổ áo. Em nghĩ là thời gian đó cũng có nhiều nghệ sĩ cũng thích cái kiểu đó, như là một cái mốt cái thời gian đó, trào lưu thời gian đó. Nhưng mà đến thời gian này thì em lại thích mặc những cái gì nó đơn giản, giống như thế là nói trắng đen hay là không có lớp lánh gì hết, hay không có hạt gì, chỉ là có một phụ kiện đính ở cái áo thôi, hay là một cái khăn qua trên cái túi áo của mình. Thì em bây giờ thì nó là như vậy. Có lẽ em nghĩ là mỗi một giai đoạn thì mình lại có một cái xu hướng thời trang khác nhau, một cái sở thích khác nhau. Tina cũng vậy phải không? Đúng nha. Em thấy một điều nữa với thời trang rất là lạ là nó cứ đi như một cái cycle, một cái dòng. Bây giờ ví dụ như hôm nay sẽ thích mặc đồ da, nhưng mà đến một cái thời gian, trong thời gian này nó đang popular, ai cũng muốn mặc hết. Xong rồi đến mấy năm sau người ta sẽ chuyển qua đồ satin, là đồ kiểu cái dải hơi lụa lụa. Ta giống như là cứ change, giống như tóc, make up cũng vậy. Giống như đôi khi anh nhìn lại mấy cái, em thấy anh Nam nhìn lại mấy cái hình hồi trước, anh nói, ôi cái tóc hồi đó anh để, nhìn, ôi quê quá, bây giờ nhìn lại quê. Nhưng mà trong lúc đó nó rất là stylish, người ta rất là thích. Cho nên là nó không, thời trang anh thấy không có cái gì xấu hay đẹp, nhưng mà thành ra nó người ta pha cách và theo cái feeling, cái mood của mọi người trong mọi thời điểm với đời sống của mình nữa. Cho nên là em cũng thấy là em cũng được anh Nam influence nhiều khi em đi diễn. Là hồi trước em không bao giờ nghĩ là em sẽ mặc những cái đầm mà có hộp hay là lấp lánh. Nhưng từ lúc em lấy anh Nam thì có một thời gian, đúng rồi, anh mặc mấy cái áo mà có mấy cái stones, mấy cái đá, mấy cái lấp lánh á. Thì em cũng, anh Nam nó lên sân khấu nhìn nó hiệu quả thì đúng thật, lúc quay hình hay là chụp hình nó wow, nhìn sáng lên mà không thấy mặt em luôn á. Cái đầm sáng cái mặt. Cái đầm cái mặt đẹp như thế này, sáng như thế này. Đẹp luôn cái mặt, không thấy cái mặt. Cho nên là em thấy là sân khấu là cái nơi mà em được kiểu là cái gì nhỉ? Thay đổi bản thân. Thay đổi mà giống như là hóa trang, costume khác hoàn toàn mỗi ngày của em. Giống như em hóa trang thành những cái người mặc áo màu hồng và nổi như búp bê, hay là làm nhiều cái kiểu mà hoàng hậu rồi. Giống như cái styles mà rất là khác. Thực ra phụ nữ mà, trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng thích đẹp. Và khi được mình được ăn mặc đẹp thì nó như là một cái công cụ hỗ trợ cho cảm xúc của chính mình. Và bạn có thể thành công hơn, bạn có thể hát có truyền cảm hứng hơn, có lửa hơn hay là có hồn hơn. Đúng, cũng nhờ ăn mặc, mình được ăn mặc đẹp. Nó nói thì nghe hơi mắc cười nhưng trên thực tế thực sự nó là như vậy. Nhưng mà đấy là đối với lại các nghệ sĩ nữ, còn không biết các nghệ sĩ nam thì có như vậy hay không? Có quá chú trọng trong việc ăn mặc không hay là chỉ nghĩ đến mọi người thôi? Em thì em cũng lại cũng có suy nghĩ gần giống như Tina. Khi mà mình có một bộ đồ mới hay bất kỳ một cái trang phục nào đó để chuẩn bị cho những cái buổi biểu diễn của mình ấy, thì em enjoy, em cảm thấy thỏa mãn cho em trước. Em mặc bộ đồ mới đó, em bước ra sân khấu hay là em chuẩn bị cho những bài hát của em phù hợp với bài hát của em đó, thì em cảm giác là cảm thấy là mình đã trước đã. Còn đương nhiên là như em đã nói là em cũng chọn quần áo, em cũng chọn những cái yếu tố nó có cái sự lịch sự sang trọng, chứ không phải là rườm rà hay là quá khó chịu với cả khán giả. Rõ ràng là nói chuyện từ đầu chương trình đến giờ thì Huyền cũng cảm nhận được hai bạn cũng có những cái điểm khác nhau trong quan điểm về nhiều chuyện ăn mặc. Nhiều chắc là có khác. Chỉ mới hỏi thời trang thôi đấy. Đấy. Mới là một chuyện hỏi đồ ăn cuộc sống thôi. Mà chúng ta đã thấy có những cái sự khác nhau. Tuy nhiên các bạn cảm thấy mình thay đổi điều gì khi mà gặp gỡ với nhau và quyết định về sống với nhau dưới một mái ấm gia đình? Tự mình có cái sự thay đổi gì về phong cách thời trang hay không? Em thấy không riêng thời trang đâu, a lot. Giống như cách sống rồi hòa với nhau, rồi học hỏi những điều về nhau rất là nhiều để mình càng ngày mình càng tốt hơn. Nhưng với thời trang thì nói sao nhỉ, em chịu khó try những cái style mà đôi khi nó không có hợp với, không phải là không hợp, không phải là style mà em thường mặc. Nhưng mà em sẽ try mặc thử vì anh Nam thích, và anh nghĩ rằng là cái này em mặc lên sẽ đẹp, và em sẽ không ngại để try đâu. Em vẫn try vì em thấy là mình phải có nhiều phong cách mà nên thử, ai biết đâu mình thử xong mình sẽ ghiền nó thì sao thì.
thấy cũng có một số những bộ đồ của Tina bây giờ Tina rất là thích, là những bộ đồ mà em phải ép Tina mua hay là phải ép mặc. Cái đấy là chịu lắm đấy, chịu chồng lắm mới mặc đó. Nhưng mà sau mặc một thời gian thì Tina wow, đẹp và thấy hiệu quả, nhiều người khen và chính Tina cũng cảm thấy cái hình ảnh của mình sân khấu nó có sự khác lạ. Còn em thì em cũng thấy rõ em thay đổi rất là nhiều. Là thực sự thì đúng như chị nói là em hơi bị an toàn và em cũng hơi bị đôi khi cũng ngại sự đột phá trong thời trang. Có lẽ cũng có thể vì mình cũng hơi thiếu thức tất. Hoặc là mình thức tất là chiều cao đó. Hoặc là ôi, hình đâu sao? Hoặc là mình cũng ngại ngần trong cái chuyện là phải thay đổi một cái gì đó khoác lên người mình. Nhưng mà từ lúc gặp Tina thì như Tina vừa chia sẻ thì em cũng bắt đầu tập dần để mà mình có thể thay đổi hay là làm những cái gì đó mới hơn trong cái thời trang về quần áo ăn mặc thường ngày cũng như quần áo ăn lên sân khấu của em. Thực sự là từ lúc gặp Tina thì em thay đổi rất là nhiều. Thay đổi kể cả về cách sống, cách suy nghĩ trong mọi điều. Và em cũng bất ngờ là trước đây em là người rất cứng đầu, ba mẹ hay là bạn bè nói góp ý cỡ nào em cũng không nghe. Mà bây giờ trai thì miền Bắc đó, rất là trai Hà Nội. Anh cứng đầu ấy, mình mới nhỏ với nhau mà. Gọi là gia trưởng, em cũng có cái tính rất là gia trưởng. Nhưng mà từ lúc gặp Tina bọn em đã thay đổi rất là nhiều. Không chỉ thời trang nhưng mà về cả tính cách để mà có hai đứa có thể hợp hơn với nhau. Và cũng tự nhiên em cận nhận thấy rằng là những cái phong cách phương Tây của Tina lại có một cái gì đó nó làm cho em cảm thấy rất là hứng thú để tìm hiểu, để mà khám phá, để mà thay đổi. Nên là em cảm thấy rất là happy. Và nhân tiện hôm nay hai bạn đến đây để chia sẻ với mọi người về phong cách thời trang để giúp mọi người có thêm những cái sự lựa chọn trong gu ăn mặc của mình thì mọi người cũng đang có một cái mong muốn, đó chính là nghe giọng hát của hai bạn trong chương trình ngày hôm nay. Không có được không nhỉ? Chắc chắn rồi ạ. Và bài hát hôm nay thì hai bạn sẽ gửi tặng khán giả là bài hát gì? Là một bài hát do chính Hoàng Nam sáng tác. Ca khúc được mang tên là Mình cưới nhau đi. Mình cưới nhau đi, anh yêu ơi. Mình cưới nhau đi, em yêu ơi. Mình hứa bên nhau trọn đời này không phôi pha. Yêu đến khi xa chẳng chi lìa xa. Cho em một ngày được bên anh, cho em một ngày luôn nhớ anh, cho em một ngày được yêu anh, người yêu dấu ơi. Em như nụ hồng thật mong manh, long lanh đầu cành sương sớm mai, lung linh nụ cười thật tươi xinh, để anh si mê ngây ngơ. Hay là mình cưới nhau đi, 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 vì anh yêu em. Mình cưới nhau đi, 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 khi em yêu anh. Trọn cả cuộc đời mình nguyện được luôn chung đôi, ta mãi yêu hoài đến khi tàn hơi. Mình cưới nhau đi, 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 vì anh yêu em. Mình cưới nhau đi, 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 khi em yêu anh. Mình hứa bên nhau trọn đời này không phôi pha, yêu đến khi già chẳng chi lìa xa. Let's go. Cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày có thể mất ngay. Mất ngay. Nhạc hay thích nốt đô la, khi hay em thích là anh nhích liền. Phải không? Đừng lo không có nhiều tiền, vì tình yêu đẹp chẳng phiền chi đâu. Cuộc đời có được bao lâu, cần câu dính cả thì ta cưới liền. Cưới liền, cưới liền. Xin cho một đời luôn nhớ nhau, xin cho một đời được yêu thương, tình luôn vấn vương. Mai sau đời còn nhiều trong gai, trong tay muôn phiền sẽ bye bye. Đôi vai anh nguyện được chở che và ôm em khi đông bờ xa. Bây giờ mình cưới nhau đi, 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 vì anh yêu em. Mình cưới nhau đi, 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 khi em yêu anh. Trọn cả cuộc đời mình được luôn chung đôi, ta mãi yêu hoài đến khi tàn hơi. Mình cưới nhau đi, 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 vì anh yêu em. Mình cưới nhau đi, 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 khi em yêu anh. Mình hứa bên nhau
khi xa chẳng chi lìa xa. Mình cưới nhau đi. Alright. Mình cưới nhau đi. Yes. Mình cưới nhau đi. I do. Mình cưới nhau đi. Chẳng chi lìa xa. Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày là mày mất luôn đấy con ạ. À.